Anh Hải xin chào mừng cô chú anh chị em đã đến kênh Lúa Hồ Dân Vlog nha. Bữa nay Hải chưa bẻ rau á, Hải chia sẻ các bạn cô chú anh chị em á, chắc như là mấy cánh phụ nữ là chắc cái clip này mà chịu xem là chắc thích lắm đây. Tại vì thường ở cái bếp mình nấu của mình thường các bạn, thường mà mấy chị mà như cắt rau cải đồ hoặc là rau củ đồ á, thường hay lục lục á. Ở dưới quê thường nó chiêu đàn, như ở mấy thành phố như ở đâu các tỉnh khá xa đâu không chiêu đàn rồi thì làm sao. Thì bữa nay hãy chia sẻ các bạn một cái phương thức nhỏ để mình làm cho cái dao mình nó bén nó lâu hơn các bạn. Thường thì hãy xào rau nhút đó, thì thường mình mài một cái dao đi rau nhút thường thường bữa nào mài còn phải làm á, xin từng lễ là các bạn. Mời các bạn cứ chú thay cho chân của Hải nha. Cái này thì hãy làm gì nè, nhưng mà chia sẻ ha, gần không được không. Mình mài cái lưỡi dao á, mài lưỡi dao mài lông mỏng sẵn các bạn nha, mài sẵn gì nè. Cái này là đời đi hãy xài rau nhút các bạn, hãy tự làm luôn nha, làm xài rau nhút trồng trồng rau nhút đó các bạn cô chú. Cái này làm để làm trồng rau nhút thôi chứ không có gì, trồng rau nhút hàng ngày của Hải đó. Đây nè, mình mài cái lớp đầu rồi các bạn, mài cho nó mỏng luôn nha, mỏng như bình thường luôn nha, ha, mỏng gì nè. Rồi Hải sẽ làm cho các bạn xem, Hải đi nướng nha cho bạn xem tỉ nha. Ở nhà thì mình phải có bếp ga mới được các bạn nha, bếp ga lửa lớn mới được nha. Cái này cũng mau lắm, bây giờ ga thì 400 mấy 500 ngàn bình này. Hải làm mau đơn giản lắm mà nó lâu lắm. Trước mắt là Hải nói trước ha, mài mình đầu tiên là mấy chị nhà kêu anh trai á, mà cho nó mỏng hết, mỏng tối đa nha các bạn nha, mỏng cho nó bén sẵn luôn ha, nè mỏng hết trơn vậy nè. Rồi vô hai chị hãy làm cho các bạn chút xíu rồi chia sẻ cho bạn xem á, đốt chút xíu là cho các bạn coi cái lưỡi đốt làm sao ha. Rồi xong á mình mài nước nhẹ cái là cái dao có thể là từng lễ các bạn, từng lễ mình xài bình thường từng lễ cũng không có, nó không có lục nữa, lâu lắm từ 7 ngày nữa các bạn. Rồi bắt đầu Hải cho chia sẻ các bạn nha. Cái này là cái nhà quê sự của Hải, hãy làm từng hãy làm dao đó các bạn xài nữa, nhà đa số là hãy làm không các bạn ơi, hãy không chịu đàn nha. Cái này tại vì trong bếp thường mấy anh chị đồ á thường nó mài dao lục lục á, ở nhà đi chuyện mấy chị nhà không biết á, mình chỉ là mà mài xong á, cách này là nó lâu đó các bạn, mình phải lấy lửa lửa bếp ga các bạn nha, lửa bếp ga này phải lửa lớn xanh nha các bạn nha, không là không được lửa nhỏ lửa nha. Bắt đầu mình đốt lên mình xíu nha, đặt cái lửa xuống các bạn gì nha, đặt lửa xuống đặt không được ngang ngáy nha, đặt lửa nè trong chút xíu à, trong vòng 2 phút thôi các bạn, lửa lớn rồi các bạn nha, nè đặt xuống như nè. Rồi thì mình đưa cái lửa lên hướng này các bạn nha, mình để chút xíu mình coi mà cái lửa của nó cái lửa của nó ngả màu xám rồi các bạn, được các bạn mau lắm. Thì tại vì Hải thường hãy làm rau các bạn, hay xài dao mà nó nhúc đó các bạn, thì Hải xài dao mà. Cái này là cái nhà quê thật sự của Hải làm chứ họ không có câu các bạn nha. Hãy đa số là hãy làm dao không có chưa được, đặng mình làm dao có giúp các bạn không sợ kéo, tại vì hãy bán có giúp lượng nhiều đó, thì hãy làm gì đó các bạn. Thường thường dao mình là làm rau á, thường có giúp hãy làm mau, tại vì bẻ một đợt rau nhiều lắm, bẻ một bữa là nhiều, cái rau gác của mình á nó lục á. Bạn thấy nè, lửa đánh lửa gì các bạn nha, cái màu màu sáng các bạn thấy không nè, đốt gì nè, đứng dao nha các bạn, mà đốt gì nè, lửa xanh mới được, là lửa lớn xanh lớn các bạn nha, đừng lửa nhỏ nha, chút xíu à. Như cái này giống như có những bạn ở thành phố rồi á, đi bếp nhà thường nó giao ngày bữa là cứ lục các bạn, thì làm gì nè, mài sẵn mài cứ anh nhà mài sẵn đi, mài cho nó bé rồi mấy chị á, đốt lửa đốt xíu nè, đốt lửa đánh sẵn nha các bạn nha, đốt thẳng lửa gì nè đó, đốt sạch chút xíu gì nè đó, rồi nè đốt đừng không có lâu nha các anh chị, đốt chừng 3 phút trở lại nha, cao tối thiểu 5 phút thôi nha, mình kéo lửa cho nó dài dài đó, cái khoảng là mình xài đó là như cái lửa nó già đi tí, đừng đốt quá nha các anh chị ơi. Cái này là hãy xài thiệt là hãy làm chứ không phải là hãy câu nha, tại vì đa số là làm dao đặng rồi nhút đó. Một tuần lễ bình thường không mài, thường không mài không sao, mài xong rồi hai lần bạn xem, một tuần lễ mới như các bạn mà xài tiếp xúc bình thường là lâu lắm mới lục. Giờ được lưỡi này ổn nè, nướng sao mà cái lưỡi nó màu gì nha,
chứ không phải để hải không có đồ ăn cái hải nướng cái này để ăn da không có nha. Cái này là câu thiệt, làm này là làm cho các bạn xem á, cái này là cái kinh nghiệm của hải này các bạn. Cái màu đẹp lắm nha, cái màu dao đó, cái màu sấm khói đẹp, cái sấm khói xanh này đẹp. Cái lửa nhớ đúng đúng là cái lửa xanh của nó được nha, đúng được như cái lửa đỏ thì vừa rồi, mình kéo được các bạn đó. Rồi ra thử cho các bạn xem nha, nhớ là mình phải mài rồi được các bạn. Đổ chừng 3 phút lại các bạn, 3 phút 5 phút nha. Chú anh em hãy nướng rồi nè các bạn ha. Nướng cái màu dao gì nè ha. Chấm vừa tới lửa thôi nha. Nè coi kỹ thôi, được coi. Cô chú thấy không nè nè, anh chị em nè ha. Chấm với cái lửa mình xài vừa thôi nha. Thấy không? Từ từ à. Từ từ thôi nha. Để bốc hồ rồi đó. Cho cái lửa nó già lại một tí là mình chấm vừa được nha cô chú anh chị nè. Chấm vừa thôi nha, đừng ngập hết lửa nha, sau cùng mình hãy nhập vậy đó. Từ từ vậy nè coi, tại cái đầu của đài của Hải là rau nhút cô chú anh chị, rau bén nó kỹ lắm, tại vì bán rau mà làm rau gác rồi á, quan trọng cái rau lắm. À, Hải không có trồng nhút, không có dùng xài kéo như người ta, tại lượng nhiều các bạn. Bắt đầu hãy chia sẻ cho các bạn tí nha. Còn nè, ha. Giờ nè. Tại sao nước chỉ cái mẹo của Hải Lan, thường Hải Lan mới là cái mẹo đó. Cái nhà quê mà ha. Bén lắm các bạn. Tại vì cái này là quả nhút đó các bạn, như mấy anh chị nằm ở ở thành phố rồi á, đâu có chỗ nào để mà giao mà thành phố nào, đâu chỗ nào cứ đàn đi đâu. Này làm đơn giản, chị nướng chút xíu à, tính lại là cái ngót rồi. Đây hãy làm đông nhút đó các bạn. Tính giờ là mình nướng xong mình đánh đang cái đang theo lửa đó nha. Mà đỉnh quá nó theo lửa, mà xương như theo lửa được nó bén. Nó bén không chú anh chị. Coi nè. Hãy làm xong rồi nè các bạn chú. Nè, mình đốt rồi xong á. Là gần nó mới được thấy đường coi này nè. Mình làm hãy chia sẻ như nè. Mình đốt cái lửa này xuống các bạn nha. Rồi xong á, mình chấp nước vô chăng chứ cái nãy á. Rồi các bạn chỉ cần mài nhẹ thôi là nó bén các bạn nha. Nè, nó bén nó bén nó cái độ nó bén nó ghê lắm. Tiếp tay. Cái này là chỉ xương xương thôi đó các bạn. Tại cái độ bén nó có nó cầm đâu các bạn, cái từng lưỡi lận. Nó từng lưỡi lên cái từng lưỡi nó không mấy giờ này lấy nè. Tại vì hãy làm cái nút đó. Dao nó bén các bạn. Nó cầm lâu lắm nè, thấy không? Ghê luôn. Cái độ bén nó có lắm. Tại nó nhám các bạn. Tại rau là vậy đó, rau nhút thì thèm hãy hãy rau nhút á. Đa số nó gì nè. Cái này là có một cái thủ thuật để hãy làm rau nó lâu lâu mài á. Chứ mỗi lần mà mình mài có lâu các bạn. Nhà tự hãy làm các bạn nha. Cái này Hải Thái rất thích đam mê làm dao lắm. Làm để sử dụng mình xài các bạn. Tại vì lúc máy móc á, thì chạy gùm ben quá Hải không có chia sẻ đó. Cái này gì nè. Các bạn muốn sao mình muốn mà nó lâu nữa các bạn lấy chanh đánh lên xong á, lấy dầu ăn mà quét lại chân bóc nữa các bạn, không sao nha. Này hãy lúc qua Hải chỉ quay chia sẻ các bạn một tí đó. Đầu hãy làm này các bạn được các bạn. Rồi. Hãy làm để chia sẻ đi giao dịch của Hải còn nhút á. Bây giờ video này chắc Hải đã dừng ở đây nha. Nếu thật sự mà Hải có chia sẻ có hay hay thì các bạn cho Hải một cái đăng ký kênh thì sau đó cho bình luận Hải biết nha. Xin chào.